Kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Những năm qua, Bình Dương luôn là địa phương có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao, kinh tế xã hội phát triển năng động, với tỷ trọng công nghiệp chiếm trên 66% cơ cấu kinh tế của tỉnh. Trong phát triển đô thị, Bình Dương là đô thị loại 2 với 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 4 thành phố trực thuộc tỉnh và 91 đơn vị hành chính cấp xã. Với đặc thù phát triển kinh tế xã hội, tính chất nguy hiểm về cháy nổ trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, thực hiện chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, tỉnh đã tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua đó đã góp phần tích cực nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là nội dung được phản ánh trong chương trình phòng cháy chữa cháy ngày hôm nay. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch số 1210 đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tổ chức hội nghị ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh để quán triệt, triển khai, giao nhiệm vụ cho các sở ban ngành địa phương tổ chức thực hiện toàn diện với tinh thần quyết tâm hơn nữa, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành địa phương trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn của từng sở ban ngành địa phương. Trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp tăng cường các phương pháp, biện pháp, đổi mới nội dung, hình thức và tư duy trong công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho mọi tầng lớp nhân dân. Điển hình như chỉ đạo công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh để xây dựng, đăng phát các tin bài, phóng sự phản ánh, tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy và pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Kết quả đã đưa được 992 tin, bài viết, phóng sự tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điển hình là chuyên mục phòng cháy chữa cháy phát định kỳ 2 số 1 tháng và chỉ đạo duy trì công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trên đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, phát hơn 102.000 cẩm nang và tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát hành 3,6 triệu tờ vé số có nội dung tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng, cơ sở chuyên ngành và các đơn vị ngoài lực lượng được 1.503 cơ sở với gần 53.000 người tham gia, cấp gần 42.000 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Song song đó, tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư các khu công nghiệp, công ty điện lực thành lập các nhóm Zalo của tất cả các khu công nghiệp, ngành điện, cấp nước của tỉnh để kết nối triển khai, phổ biến thông tin về các vấn đề liên quan tới công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh đối với người trực tiếp phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại doanh nghiệp, cơ sở. Qua đó đã kịp thời thông tin các văn bản có liên quan giúp cho lực lượng tại chỗ đề cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Để giảm thiểu cái vấn đề mà phòng cháy chữa cháy cũng nhiều rủi ro thì vấn đề ý thức của người, của doanh nghiệp, của cá nhân là một trong những vấn đề quan trọng. Thì do đó chúng tôi cũng đẩy mạnh trong công tác về tuyên truyền, có đặc biệt là chúng tôi là hàng năm tổ chức công tác thi trực tuyến về an toàn điện. Đó là cũng là một trong những cái giải pháp mà chúng tôi phối hợp chặt chẽ với ngành công an cũng như là điện lực Bình Dương và các ngành có liên quan, cố gắng xây dựng được cái bộ quy chế để doanh nghiệp tự kiểm tra và những công ty kinh doanh dịch vụ trên lĩnh vực điện sẽ phối hợp với các doanh nghiệp để tự kiểm tra, tự giám sát và có theo định kỳ và có báo cáo cho ngành công thương cũng như báo cáo cho các ngành có liên quan để giúp cái việc phòng cháy chữa cháy được kiểm tra thường xuyên liên tục và được giám sát liên tục để làm như thế nào đó giúp cho doanh nghiệp ý thức được vấn đề an toàn điện, ý thức được vấn đề phòng cháy chữa cháy để tốt tránh những cái sự cố rủi ro mà sẽ xảy ra đối với doanh nghiệp. Các sự cố cháy nổ đa số là đều do vấn đề là điện, chập điện xảy ra. Cho nên là sau khi xuống ca thì bên đội ngũ hồ điện của công ty đều có là kiểm tra và tắt nguồn điện. Đồng thời là song song đó thì vừa rồi bên phía công an tỉnh cũng có hướng dẫn nhà máy tổ chức cái hội thi chiến sĩ phòng cháy cháy cơ sở thì để chọn ra được những
đội viên phòng cháy chữa cháy ưu tú, cũng như là nhằm tuyên truyền và khuyến khích mọi người cố gắng thực hiện tốt trong cái công tác phòng cháy chữa cháy. Để phát huy hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ, Ủy ban Nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và củng cố được 587 đội dân phòng với hơn 4.368 đội viên tham gia phòng cháy chữa cháy từ cơ sở. Ngoài ra, thì toàn tỉnh đã thành lập 33 đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành với 762 hội viên và được trang bị 19 xe chữa cháy, 22 xe bồn tiếp nước, hướng dẫn xây dựng 8.378 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với 107.963 đội viên. Song song đó, tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố triển khai xây dựng mô hình điểm chữa cháy công cộng và mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Kết quả đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 508 điểm chữa cháy công cộng và 453 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 280.000 hộ gia đình, đồng thời tuyên truyền vận động hơn 282.000 hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ thô sơ. Ngoài ra, các địa phương còn vận động hơn 17.600 hộ gia đình, nhà để ở, kết hợp sản xuất kinh doanh, mở lối thoát nạn thứ hai. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã hướng dẫn các ấp, tổ dân phố đưa nội dung về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào các buổi họp sinh hoạt định kỳ và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, đạt 100% chỉ tiêu theo quy định. Với việc triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, đến nay phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển mới cả về nội dung và hình thức, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Thực hiện cái chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy cháy ở trong tình hình mới, thì cái công tác phải nói là công tác từ công tác tham mưu để tổ chức thực hiện cái này. Chỉ thị này thì về cái hiệu quả về công tác phòng cháy cháy trong cái thời gian qua phải nói là chuyển biến rất là tích cực. Các số vụ cháy tuy vẫn còn xảy ra nhưng mà về cái tính chất, cái thiệt hại thì nó cũng phải nói là giảm đi rất là rõ rệt. Về ý thức, trách nhiệm của các cơ quan cũng như các doanh nghiệp, bà con nhân dân thì hưởng tích cực hơn nhiều. Qua đó thì cái việc mà tổ chức xây dựng những cái mô hình về cái công tác phòng cháy chữa cháy như là tổ liên gia, rồi điểm chữa cháy công cộng, rồi các mô hình đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh về phòng cháy chữa cháy thì cũng được bà con hưởng ứng rất là nhiều. Thì từ đó thì cái việc mà cháy nổ trên địa bàn trong năm 2023 thì đã được kiềm chế. Với đặc thù của một địa phương phát triển mạnh về công nghiệp và đô thị, số lượng các công ty, nhà máy, cơ sở kinh doanh dịch vụ được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động ngày càng nhiều. Trong đó thì công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy được coi là giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm hạn chế, ngăn ngừa sự cố cháy nổ xảy ra. Vì vậy, tỉnh đã chỉ đạo công an tỉnh thực hiện chặt chẽ công tác thẩm duyệt, thiết kế và nghiệm thu về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định. Đối với các cơ sở đi vào hoạt động trước khi có luật phòng cháy chữa cháy năm 2001, tỉnh chỉ đạo các đơn vị địa phương tiến hành rà soát, kiểm tra, hướng dẫn khắc phục các tồn tại thiếu sót về an toàn phòng cháy chữa cháy và kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở cố tình chây ì, chậm khắc phục. Kết quả từ đầu năm 2023 đến nay đã rà soát, kiểm tra 1.063 cơ sở, đạt 100%. Trong số này, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 550 cơ sở, tạm đình chỉ 457 cơ sở và đình chỉ hoạt động 565 cơ sở. Ngoài ra, 335 cơ sở đã cam kết khắc phục, đang tiến hành thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật. Đối với công tác thanh kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngành chức năng tỉnh đã kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 51.605 lượt cơ sở, lập 51.605 biên bản, hướng dẫn hơn 145.000 giải pháp an toàn về phòng cháy chữa cháy. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện quyết định tạm đình chỉ 322 trường hợp, đình chỉ hoạt động 363 trường hợp cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Quyết định xử lý vi phạm hành chính 3.164 trường hợp với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước 28,85 tỷ đồng. Trong bối cảnh khủng hoảng và suy giảm kinh tế toàn cầu như hiện nay, việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy là vấn đề quan trọng hàng đầu. Vì vậy, Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy. Kết quả đã tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho 33 doanh nghiệp về công tác phòng cháy chữa cháy.
Chúng tôi đánh giá cao về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đầu tư xây dựng, điển hình trong thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Đáng chú ý là Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương rất nhiệt tình cử các chuyên gia kết nối và tư vấn cho công ty chúng tôi về cách điều chỉnh và cải thiện để chúng tôi có thể hoàn thành công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy vừa qua. Với sự hướng dẫn cụ thể và chuyên nghiệp này, chúng tôi đã hiểu sâu hơn về các chi tiết của chính sách mới nhất. Vì vậy, chúng tôi có thể cải thiện sự khác biệt giữa thiết lập hiện tại của chúng tôi và quy định mới nhất của luật. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng tất cả các cải thiện và tài liệu bổ sung đã hoàn chỉnh. Vì vậy, chúng tôi đã nhận được chứng nhận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và có thể vận hành công trình trong thời gian sớm nhất. Với việc tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy, tập trung các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn đối với các cơ sở địa bàn trọng điểm, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế và kéo giảm đáng kể so với cùng kỳ. Trong 10 tháng của năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 63 vụ cháy, trong đó có 3 vụ cháy lớn, 8 vụ cháy trung bình và 52 vụ cháy nhỏ được quần chúng nhân dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ dập tắt kịp thời, không để cháy lan, cháy lớn, thiệt hại không đáng kể. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ cháy đã giảm, không có vụ cháy gây chết người. Bên cạnh những mặt tích cực, qua việc thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ đã cho thấy các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là các quy chuẩn, tiêu chuẩn thường xuyên thay đổi, đã gây khó khăn trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cũng như việc thực hiện chấp hành của các tổ chức cá nhân, đặc biệt là doanh nghiệp. Ý thức trách nhiệm của một bộ phận người dân, chủ cơ sở chưa tuân thủ nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngoài ra, với tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, dẫn đến làm gia tăng việc sử dụng các loại nguyên vật liệu, hàng hóa, nguồn điện, nguồn nhiệt là những yếu tố điều kiện dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao, phức tạp hơn so với giai đoạn hiện nay. Tình hình này tiếp tục đặt ra cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương nhiều trọng trách mới. Các giải pháp phòng cháy cháy, đảm bảo phòng cháy cháy ở trong thời gian tới ở trên địa bàn của Bình Dương thì trước tiên là từ cái công tác tham mưu cho ban chỉ đạo của tỉnh, ban chỉ đạo của các ủy ban các cấp để chỉ đạo thực hiện tốt những cái văn bản, những cái chỉ thị về công tác phòng cháy cháy. Thứ hai nữa là luôn đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền, phải nói công tác tuyên truyền mà để cho bà con nhân dân, để cho doanh nghiệp nắm bắt được những cái ý thức và những cái kiến thức, đặc biệt là cái ý thức về công tác phòng cháy cháy cũng như thoát nạn, những cái hướng dẫn những cái kỹ năng thoát nạn và vận động bà con để trang bị, làm sao tiếp tục trang bị theo cái tinh thần là 100% ở các hộ gia đình phải có đảm bảo có cái bình chữa cháy, những cái dụng cụ chữa cháy và tiếp tục là hướng dẫn bà con mở những cái lối thoát nạn. Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy, kiểm tra thì sẽ hướng dẫn tháo gỡ và sẽ xử lý những cái cơ sở mà không đảm bảo về phòng cháy cháy. Trước tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn diễn biến ngày càng phức tạp, thì sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của địa phương, đơn vị và sự tham gia tích cực của toàn dân là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định đến sự thành công của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, cùng với quyết tâm, nỗ lực của toàn dân, tin rằng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở Bình Dương trong thời gian tới sẽ tiếp tục được phát huy hiệu quả một cách tích cực, góp phần tạo môi trường an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương một cách bền vững.